và các bạn, năm 2012, tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường, thông qua đó nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường của người dân. Có thể do cách làm thiếu bài bản, đánh trống, bỏ rủi, mang nặng tính hình thức và phong trào nên người dân không mặn mà, thậm chí thờ ơ với phân loại và xử lý rác tại nhà, dẫn tới lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn. Phóng sự thực hiện tại huyện Kim Động, địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình này. Những năm đầu tiên triển khai thực hiện mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Những bể phân loại rác như thế này là hình mẫu về phân loại rác hữu cơ tại nhà của trên 200 hộ ở thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Thế nhưng không lâu sau, nhiều bể đã bỏ không. Gia đình ông Nguyễn Xuân Linh là một ví dụ cụ thể. Thay vì phân loại rác hữu cơ và vô cơ, sau đó cho vào bể hai ngăn xử lý, thì nay ông xả thẳng rác ra ngõ, ra mương tưới tiêu. Đầu tiên thì phổ biến thì nó thấy là nó thuận lợi, nhưng sau dùng đến thì mới thấy là bất cập. Nhà mình dùng thì ít cái hữu cơ, rau cỏ ít để cho làm phân bón thì ít, mà để dồn tích hàng tháng vào thì nó lại là không được, nó lại chảy nước ra thì nó xây cái mùi hôi thối. Xã Chính Nghĩa chưa có thống kê chính xác bao nhiêu hộ vẫn tiếp tục dùng bể phân loại rác thải và bao nhiêu hộ không dùng bể. Song điều dễ nhận thấy là ở các tuyến đường trong thôn, tình trạng xả rác bừa bãi và đốt rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp. Hầu như người dân là tự là đốt rác thải tại hộ gia đình. Tác hại của nó là khói đưa vào trong dân rất là khó chịu. Năm 2012, 100 hộ dân ở thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường được cấp thùng và chế phẩm vi sinh để thực hiện thí điểm phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Từ mô hình điểm này đã nhân rộng ra các địa phương khác. Nhưng 9 năm sau, hầu hết các hộ trên ở xã Hiệp Cường đã bỏ, không thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt. Địa phương này tôi thấy là mang về là không sử dụng mấy, cho nên là thấy là lãng phí đấy. Để hướng dẫn cái cách xử lý và phân loại rác hữu cơ, vô cơ thì là cái tuyên truyền của mình cũng chưa được tới nơi cho bà con. Nên là cái việc phân loại ra để xử lý là bà con chưa nắm được hết. Đấy là nên rằng là cái hiệu quả để xử lý là nó vẫn kém. Người dân bỏ thực hiện phân loại rác hữu cơ tại nhà không chỉ có ở xã Chính Nghĩa và xã Hiệp Cường. Tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, 90% số hộ được cấp thùng, nắp đậy để phân loại rác nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Trước thì chúng tôi có phân loại nhưng về sau chúng tôi thấy là nó không được hoàn hảo lắm, cho nên thôi chúng tôi bỏ. Nhiều hộ chật hẹp nên không có vị trí đặt. Các cái thùng đó nước lại chảy ra này thành ô nhiễm. Gia đình người ta không tự phân loại tại gia đình nữa. Cùng với lãng phí thùng và nắp đậy, ở xã Toàn Thắng còn một lượng lớn chế phẩm vi sinh được huyện cấp mà vẫn chưa biết phát cho ai, bởi người dân không mặn mà với việc phân loại xử lý rác hữu cơ tại nhà với nhiều lý do khác nhau. Khuyến cáo bà con để mà làm cái phân loại rác này thì chưa có, cho nên nhiều khi dân là cũng mãi làm ăn rồi là chống dịch là cũng không để ý đến cái chuyện này. Lượng tồn động rác ở trong địa phương rất là nhiều. Bên cạnh đó thì ý thức của một số người dân thì trong cái việc mà xử lý rác tại nhà cũng như là chấp hành cái việc là thu gom rác vẫn chưa được đảm bảo. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Động, toàn huyện có trên 26.000 hộ được hỗ trợ thùng nhựa, nắp hố rác, chế phẩm vi sinh và được hướng dẫn phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hiện chỉ có khoảng 30% số hộ đang duy trì thực hiện. Chính vì rác chưa được phân loại nên lượng rác thải ra môi trường ngày càng nhiều. Huyện Kim Động đang tồn tại nhiều bãi rác trái quy định gây ô nhiễm môi trường. Điển hình như bãi rác trên quốc lộ 38 đoạn qua thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân và hai điểm ứ đọng rác trên đường 208B và trên đường 38B thuộc xã Toàn Thắng. Ông Trương, người thu gom rác ở xã Toàn Thắng, ngoài thu gom rác từ các hộ dân thì ngày nào ông cũng mất nhiều thời gian dọn một lượng lớn rác ở lề đường do người dân thiếu ý thức vứt bừa bãi ra đường. Toàn những người đổ trộm thôi. Muốn sạch ở nhà mình cho nên là cứ nhiều quá là phải trở lên trên này. Rác dân cực nhiều luôn. Trong khi nhiều địa phương trong huyện Kim Động không thực hiện phân loại rác tại nguồn, thì tại thôn Đức Quang, xã Đức Hợp đã trở thành hình mẫu về phân loại rác thải tại hộ gia đình cho các địa phương khác trong huyện học tập.
Đây là thôn có trên 70% số hộ thực hiện có hiệu quả mô hình phân loại rác hữu cơ tại nguồn. Tiếp xúc với gia đình bà Tươm, người dân trong thôn, chúng tôi được biết hơn 5 năm nay, gia đình bà đã tận dụng các loại rác sinh hoạt hữu cơ để làm phân bón. Hàng ngày, ông bà phân loại rác dễ phân hủy như rau, củ quả, cơm thừa, canh cặn sang các thùng riêng, rồi dùng chế phẩm vi sinh ủ thành phân bón cho vườn rau nhà mình. Từ ngày thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, gia đình bà Tươm có nguồn phân bón hữu cơ quanh năm, đồng thời giảm được một nửa rác thải ra môi trường. Mấy năm nay chúng tôi đều làm thế, cho nên là nó cũng vào lề lếp. Chúng tôi làm như này là cảm thấy là nó môi trường nó sạch sẽ và tất cả là nó dễ chịu lắm. Nhân dân họ hưởng ứng rất là tốt, bởi vì họ cảm thấy là như thế là sẽ cái môi trường của chúng ta sẽ xanh sạch đẹp. Còn những người nào ví dụ họ chưa sử dụng đúng hoặc là họ chưa sử dụng thì chúng tôi thường xuyên là bảo họ là phải sử dụng như thế này. Bên cạnh vận động người dân tự phân loại rác, xã Đức Hợp còn lắp camera giám sát ở các trục đường chính và khu vực chợ để phát hiện và xử lý những người đổ rác không đúng quy định hoặc đổ trộm rác thải. Tôi cũng đã xử lý được 3 trường hợp. Đấy, về là đi xe máy rồi là nai rác đi và vứt. Thế cho nên là chúng tôi đã trích camera của các cái hộ gia đình gần đấy và hai nữa là camera của địa phương. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định về đơn giá thu gom vận chuyển rác mới. Trong đó quy định các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà được giảm 50% phí vệ sinh môi trường. Đây là một trong những giải pháp nhằm giảm lượng rác phát sinh ra môi trường. Từ khi biết tỉnh có chủ trương giảm phí vệ sinh cho các hộ thực hiện phân loại rác, bà Lạnh, người thu gom rác ở thôn Mai Xá, xã Song Mai, tích cực hướng dẫn và tuyên truyền người dân trong thôn tự phân loại rác hữu cơ tại nhà trước khi thải ra môi trường. Tôi thấy là đây là một cái chủ trương chính sách rất là tốt, khuyến khích người dân là phân loại rác và có những cái là ưu đãi đối với những gia đình mà thực hiện tốt cái việc mà phân loại rác thải. Tôi cũng sẽ thực hiện cái việc phân loại rác. Khi đi thu gom rác, bà Lạnh sẽ kiểm tra xem rác đã được phân loại hay chưa, sau đó ghi lại làm căn cứ xác định những hộ có ý thức phân loại rác để được giảm phí vệ sinh môi trường. Khi quyết định về đơn giá thu gom, vận chuyển rác mới được áp dụng. Cái buổi đi thu chúng tôi sẽ kiểm tra từng gia đình một. Ví dụ gia đình ông A mà chấp hành tốt chúng tôi ghi vào điểm chấm điểm A. Còn gia đình ông B mà chưa chấp hành tốt thì chúng tôi ghi điểm B. Còn những gia đình mà quá nữa chúng tôi ghi điểm C. Lên loa phát thanh của địa phương thì tất cả những gia đình mà không phân loại rác thì bắt đầu mới có cái tinh thần trách nhiệm. Mới có tự giác, ý thức không phân loại rác là chúng tôi bớt lại gia đình và chúng tôi cũng không thể thu gom rác thải của gia đình ấy nữa. Phân loại xử lý rác hữu cơ tại nhà là việc làm có tính cấp thiết nhằm giảm áp lực cho người thu gom rác và đặc biệt giảm lượng rác thải ra môi trường, bởi hầu hết các điểm tập kết, các bãi rác đang trong tình trạng quá tải. Việc người dân tự phân loại rác tuy nhỏ, đơn giản nhưng là một giải pháp căn cơ và hiệu quả để giảm lượng rác phát sinh ra môi trường.